Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@setv574.com để biết thêm chi tiết. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất chinsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Lison Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lison có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lison. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm Lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm Lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 57.4 và 18.11 của Sài Gòn Entertainment Television SET và trên Galaxy 19 50 tiểu bang. Quý vị có thể theo dõi trên YouTube bằng cách là quý vị search là Sài Gòn Entertainment Television
SETTV 57.4 và bấm chữ Live Now thì sẽ hiện lên live show của chúng tôi vào mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu, từ 4 giờ cho tới 5 giờ nha quý vị nha. Chúc quý vị một ngày thật là nhiều bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thanh Thúy và xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân trên làn sóng 57.4 và cũng như là trên làn sóng 18.11. Thưa quý vị, là như chúng tôi đã thông báo thì trên làn sóng 18.11 là từ bắt đầu tháng 11, nhưng mà Hổm Rài thì cũng đã chiếu trên đó rồi, và được biết rằng khán thính giả gọi vào và cũng có khen ngợi rằng là trên cái làn sóng, trên cái channel của 18.11 thì nó rõ hơn, âm thanh nghe tốt hơn. Thì vì vậy nếu quý vị nào ở nhà muốn xem những cái chương trình của đài SET mà thấy hình ảnh rõ nét thì quý vị có thể chuyển qua kênh của 18.11 thì hình ảnh HD rất là đẹp và cũng như âm thanh rất là tốt, và cũng sẽ không có bị trở ngại nhiều giống như cái băng tần cũ là ưa bị trục trặc. Thì thôi, chúng tôi hy vọng rằng trên băng tần 18.11 quý vị sẽ theo dõi chương trình này xuyên suốt hơn. Dạ, quý vị nên nhớ nha, 18.11 chín nút. Chín nút. Dạ. Dạ, quý vị, là cho nên là khi mà quý vị thấy là 57.4 mà không còn nữa, quý vị có thể là chuyển qua 18.11, hay từ bây giờ quý vị có thể là trở thành một cái thói quen xem chương trình của chúng tôi trên đài của chúng tôi trên làn sóng 18.11. Nhớ giúp cho Thanh Thúy cũng như Thái Nhật cho chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, cũng như là nguyên ekip của đài SET là mình sẽ có giới thiệu dùm cho bạn bè, người thân cũng như người hàng xóm, hay là người cùng đi chợ với mình, bà con uống cà phê chung, hoặc là bạn đồng nghiệp, tất cả mọi người quý vị gặp, quý vị nói là quý vị SET đã đổi kênh rồi, đó là 18.11, 18.11 nhớ vị. Và chắc chắn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ promotion làn sóng này rất là nhiều, cho nên quý vị hãy đón xem, tự vì sẽ có phần thưởng, có giải thưởng, có quà tặng cho quý vị khi đón xem chương trình 18.11 của đài SET. Và hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những quà tặng để quý vị gọi vào chia sẻ cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm của công ty. Vâng, kính thưa quý vị, phải nói là đầu tuần thì lúc nào cũng rất là vui được gặp lại khán giả sau một hai ngày chúng ta nghỉ lễ cuối tuần. Rồi hôm nay được gặp Thúy thì không biết cuối tuần vừa rồi thì Thúy có đi đâu chơi hay có những chương trình gì đặc biệt không? Dạ, không, Thúy có đi chơi, mà đi chơi mà cũng không có quên nhiệm vụ là liên lạc với những cái nhà tài trợ, như là những cái nhà mà sản xuất, thì nói họ là tặng cho quý vị nhiều quà hơn nữa và tiếp tục quà tặng để cho quý vị có nhiều những cái phần quà có giá trị. Từ vì Thanh Thúy đã gặp nhiều các cô chú, nhiều quý vị khán giả thương lắm quý vị ơi, Thanh Thúy thương các cô chú rất là nhiều quý vị, các cô chú mà đang xem theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, các cô chú hả, những là tấm lòng mà Thanh Thúy gửi tặng cho các cô chú là Thanh Thúy vô cùng thương các cô chú. Từ gì các cô chú lặn lội từ xa xôi, có những cô chú đi bộ, có những cô chú lái xe từ xa để tới đây để mà ủng hộ cho chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân cũng như là đài SET, các cô chú mua những cái sản phẩm để giúp cho mình khỏe mạnh, và đồng thời là các cô chú còn có những cái phần quà nữa. Các cô chú đã tâm sự với Thanh Thúy rất là nhiều là con biết không, mà cô, các chú cô mà mua đồ của con á là phải nhịn ăn đến cả một tháng trời. Wow. Từ vì tiền già không có bao nhiêu tiền hết trơn á, nhưng mà mua những cái sản phẩm này để cho mình có sức khỏe nhiều thì phải không được đi chơi nè, cũng không được phải nhờ đi ăn ngoài nữa. Từ vì thứ nhất là cũng không có ngại là xin tiền của con cái, từ thấy nó cũng có gia đình riêng, thấy nó cũng có chật vật trong cái cuộc sống hàng ngày, cho nên cũng không muốn làm phiền con cái, nên là có bao nhiêu tiền già là dồn hết cho con á, thấy là có promotion tốt quá thì cũng mua để dành, từ vì sao cũng phải mua thôi để dành. Thì có những cô chú thì đã lấy cái phần quà để bán lại cho người thân, người bạn bè, để có thêm tiền để mua những cái sản phẩm cho mình. Thì một tháng cái đông trùng hạ thảo hay những cái sản phẩm xài được mấy tháng thì cũng phải bỏ tiền mua nữa. Thì chính vì thế, nghe những cái lời tâm sự đó, Thanh Thúy hiểu điều đó, từ vì Thanh Thúy đã làm việc với người già rất là nhiều, biết rằng các cô chú không có kiếm được nhiều tiền gì lớn tuổi, phải chi nhiều thứ lắm. Tiền thuốc men, tiền đi bác sĩ, rồi tiền ăn, tiền uống, rồi tiền quần áo, và đủ thứ thơ mọi cái. Cho nên là Thanh Thúy hiểu điều đó, cho nên là xin nhận nhà tài trợ, tài trợ cho quý vị những cái phần quà, mà tất cả những phần quà đó đều có giá trị, đều cần thiết cho các cô chú, cho quý vị khán giả. Chẳng hạn như là đông trùng hạ thảo được tặng với hộp dầu, rồi tặng được hộp 30 viên, rồi được tặng thuốc dán nữa để mà giảm đau nhất. Và mùa lạnh sắp tới, mình chuyển ra mùa thu, mùa lạnh rồi, thấy là bắt đầu mọi người bắt đầu mặc đồ ấm. Hôm nay Thanh Thúy và Thái Nhật cũng mặc đồ ấm đây. Thì cho nên là Thanh Thúy sẽ tặng, tìm cách những cái món quà nào mà giúp cho các cô chú là chống chọi qua những cái cơn lạnh sắp tới, như là dầu, là con tê giác, hay là xăm nè, hay tỏi, để giúp cho các cô chú có nhiều cái sinh khí, nhiều cái nhiệt hơn để là chống chọi, tại vì những cái nhiệt, những cái lạnh ở ngoài trời làm cho mình dễ bị cảm và bị bệnh.
Đúng là như vậy, kính thưa quý vị, là sáng hôm nay đầu tuần là quý vị cũng thấy là không khí của mùa thu bắt đầu đến với California của chúng ta, là bằng cách là không còn nóng nữa, bắt đầu trời rất là mát. Và chỗ làm của Jimmy thì rất là lạnh, bởi vì mới lạnh mở rồi bên ngoài cũng lạnh nữa. Cho nên quý vị nào đi làm, nhất là đi làm hãng xưởng mà đi làm sáng sớm, quý vị nên có trong mình một cái áo lạnh, một cái áo khoác mỏng để chúng ta đi làm, để chúng ta khi chúng ta đi về hoặc đi làm ra khỏi nhà thì phải có cái đó để chúng ta không có bị cảm. Và đặc biệt hơn nữa là cái cách mà phòng bệnh nhanh nhất là quý vị phải có những cái chai thuốc hoặc là những chai dầu như là dầu tê giác hoặc là những viên đông trùng hạ thảo. Quý vị uống vào thì ít nhiều cũng giúp cho quý vị cũng có cái sức đề kháng mà chống chọi lại những cái cơn cảm hoặc là những cái dịch cúm sắp tới. Thật ra là dược thảo, thuốc mình là dược thảo, tất cả những sản phẩm của mình là dược thảo hết, tất cả mình không có trị bệnh nhưng mà mình hỗ trợ giúp cho cái hệ miễn dịch, sức đề kháng và sức khỏe của mình tốt hơn để chống chọi các tất cả các bệnh tật. Thì vào mùa lạnh sắp tới thì Thanh Thúy nhắc nhở các cô chú lúc nào cũng có một cái áo lạnh trong xe. Áo lạnh trong xe, để trong xe tất cả, bao giờ lỡ mà có quên thì một, hoặc là lạnh hơn nữa thì mình có trong xe. Và lúc nào cũng có một cái chai dầu con tê giác bỏ trong túi áo hoặc là trong xe cũng được, để mà các cô chú lỡ mà có hắt hơi, sổ mũi, cảm, bị chóng mặt, nhức đầu nửa chừng thì cũng có chai dầu con tê giác trong vòng 5 phút đó sẽ giảm cho giảm đi, nó cũng làm cân bằng lại cho các cô chú không có bị chóng mặt, sổ mũi, nhức đầu. Và kế tiếp là lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể của mình nha các cô chú. Trước khi ra đường, có cô chú con nghĩ là đây là cái kinh nghiệm mà con thấy là những người lớn tuổi thường chia sẻ với Thanh Thúy và chương trình, được từ gì Thanh Thúy được tiếp xúc với các cô chú khán giả rất là nhiều, từ làm 7 năm trong ngành truyền thông rồi, và home shopping cũng như marketing planner Thanh Thúy làm việc rất là nhiều, thì Thanh Thúy đã nói chuyện với nhiều cô chú và khán giả, bởi vì cũng biết là ngại gọi điện thoại trên TV, thường là họ gặp Thúy trực tiếp trong home shopping, thì họ nói là cô chú mà không bệnh khỏe như vậy là nhầm, rất là nhiều cái dược thảo cũng như đông trùng hạ thảo là như là nhân sâm nè, hoặc là trước khi ra đường các cô chú nhớ là để dầu con tê giác thoa vào hai cái sau gáy này, hoặc là làm cho cơ thể mình ấm, uống một ly nước ấm, nước nóng, nóng mà đừng nóng sôi phỏng lưỡi, nước nóng hơn là hơi hơn ấm một tí các cô chú uống vào trước khi ra ngoài đường mùa lạnh như vậy, thì nó cái lạnh nó không làm cho mình bị dễ bị cảm, dễ bị cúm, cho nên như vậy cũng giúp cho cái cơ thể của mình chống chọi là bệnh tật. Từ gì khi mà mùa lạnh cơ thể mình phải tỏa nhiệt rất là nhiều để mà khi mà mất, nó sẽ mất sức rất là nhiều, làm cho giảm cái hệ miễn dịch và sức đề kháng, mất sức làm cho mình cảm thấy mình bị dễ bị bệnh nữa. Và khi mà hệ miễn dịch và sức đề kháng mình xuống thì những cái căn bệnh bị lây lan hoặc môi trường, những cái virus vi khuẩn nó sẽ dễ xâm nhập cơ thể của mình và giúp nghĩa là nó sẽ tấn công và mình thua là mình phải bị nhiễm bệnh. Nhưng mà khi mà hệ miễn dịch và sức đề kháng của mình mạnh rồi thì mình sẽ không bị bệnh nhiều. Cho nên là các cô chú giúp con là chăm sóc sức khỏe bằng những cái công thức bình thường và từ thiên nhiên hỗ trợ, không cần phải sử dụng thuốc men nhiều, cố gắng tránh xa thuốc men càng nhiều, thì thuốc men nó cũng làm cho mình có nhiều tác dụng phụ quá nhiều, không tốt cho gan và thận nữa. Cho nên là nước ấm, nước nóng, tỏi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tất cả những sản phẩm mà Thanh Thúy và Thái Nhiệt giới thiệu trong ngày hôm nay, tất cả đều từ thiên nhiên, không có hóa chất, hoàn toàn là 100% là dược thảo, có sự chứng minh là có license của USDA là 100% là dược thảo, cho nên các cô chú yên tâm nhé. Và bên cạnh để tiếp nối lời chị Thúy là chúng ta uống nước ấm, chúng ta có một cái áo khoác trong người trong cái mùa lạnh này, thì quý vị cũng nên là xúc nước muối vào mỗi tối trước khi đi ngủ, bởi vì chúng ta xúc nước muối thì cũng ít nhiều giữ cho cái cổ họng của chúng ta không có bị đau và cũng như là không có bị tắc tiếng. Thì đó là những cái chia sẻ mà hai chị em muốn gửi đến tất cả mọi người trong đầu chương trình ngày hôm nay. Và tiếp tục lời của Thái Nhật luôn. Các cô chú nào mà khó ngủ đó, các cô chú có thể là lấy khay, nghĩa là ngâm nước ấm cho bàn chân của mình, hoặc là đeo vớ em thấy đeo vớ đúng rồi. Rất là tốt. Các cô chú làm như vậy là có thể các cô chú ngồi thiền, ngồi thiền là khoảng chừng 10-15 phút, phải sau đó là hít thở, phải tập hít thở, sau đó xoa hai cái bàn tay như vậy, cái cuối cùng của ngồi thiền á là xoa hai bàn tay như vậy, xoa vào hai lòng mắt như vậy nè, để cho cái mắt của mình nó mệt mỏi, cũng như là hai cái bàn chân mình phải xoa thật là mạnh vô để cho nó ấm chân, phải cho cơ thể của mình ấm thì cô chú mới ngủ
ngon được. Khi mà thấy buổi tối mà cơ thể của mình lạnh, nhớ là đừng có mở quạt nhiều quá, hoặc là để mở cửa sổ mà nó lạnh, nó cũng làm cho các cô chú lạnh người. Thế mà lạnh người các cô chú cũng ngủ không có được. Cho nên cơ thể vừa đủ ấm mà đừng có nóng quá, vừa đủ nhiệt độ temperature, nhiệt độ bình thường mà nó làm cho cơ thể của cô thấy là cô chú con người của cô chú ấm, nó không có lạnh là các cô chú ngủ ngon. Và nhớ là hệ miễn dịch sức đề kháng của mình lúc nào cũng mạnh. Khi cơ thể mình khỏe, mình mát thì mình sẽ có một cái giấc ngủ ngon và sâu, không có bị thức giấc nửa chừng. Đó là những cái lời mà Thanh Thúy và đã đọc được, cũng như là những cái kinh nghiệm chia sẻ của các cô chú lớn tuổi, để mà chia sẻ cho các cô chú với vị khán giả, để quý vị khán giả có sức khỏe tốt nhất vào mùa lạnh sắp tới nha. Từ vì mùa lạnh các cô chú cũng hay bị đau nhức rất là nhiều, cho nên hôm nay Thanh Thúy và Thái Nhật sẽ có những cái promotion đặc biệt cho những cái sản phẩm mà vô cùng giúp ích cho sức khỏe của các cô chú quý vị khán giả trong mùa lạnh sắp tới. Đầu tiên là đông trùng hạ thảo Besso. Để trước khi mà Thanh Thúy và Thái Nhật tiếp tục nói thì Thanh Thúy và Thái Nhật sẽ tiếp mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào với những cái promotion hấp dẫn trong ngày hôm nay. Đông trùng hạ thảo Besso với những cái tác dụng như thế nào cho những khán giả nào chưa xem làn sóng Tìm Lại Tuổi Xuân, hoặc là mới có nhiều khán giả mới vừa bắt đầu quen thuộc với Tìm Lại Tuổi Xuân, từ vì qua lời giới thiệu của những người bạn bè người thân thì họ nói đông trùng hạ thảo giúp ích gì vậy cô? Thưa các cô chú vị khán giả đã chưa xem thì đông trùng hạ thảo giúp cho hệ miễn dịch, giúp cho sức đề kháng, giúp cho phổi, thận và gan, và ba cái bộ phận đó rất là quan trọng trong cơ thể của mình, giúp cho ngủ ngon, giảm tiểu đêm và ngủ ngon. Đó là những cái tác dụng mà nổi bật nhất của đông trùng hạ thảo Besso. Bao nhiêu vị khán giả đã gọi vào chia sẻ và khen như vậy. Tại sao 3 năm liền công ty US Nutrilab đã bán chạy nhất trong những cái sản phẩm dược thảo hiện nay về đông trùng hạ thảo, luôn luôn bán chạy nhất mà không còn hàng để bán, có ra sản phẩm nào, hàng nào là hết hàng đó, đợt nào là hết đợt đó. Cho nên cái nhiều cô chú là phải chờ đợi để mà có cái sản phẩm đông trùng hạ thảo Besso này, cũng như là đông trùng hạ thảo 950 mà do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn làm đại diện chương trình của sản phẩm của chúng tôi. Tại sao kết quả tốt như vậy? Từ vì thứ nhất, nó giúp cho mình về hệ miễn dịch và sức đề kháng rất là mạnh. Đông trùng hạ thảo Besso là công nghệ nano, là cái công nghệ mà được đo bằng đơn vị nhỏ hơn con virus rồi quý vị ơi. Cho nên kết quả nhanh chóng, hiệu quả vô vàng, tuyệt vời lắm. 3 năm liền đã đạt tiêu chuẩn là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất của SET. Mà thưa quý vị, nó giúp cho phổi, cho thận và gan. Cho nên là quý vị sẽ giảm tiểu đêm rất là nhiều, nhất là thận sẽ giảm tiểu đêm. Có những cô chú mà bị tiểu đêm 7-8 lần, đi tiểu nhiều lần như vậy mà bây giờ chỉ còn 1-2 lần, mà bây giờ không còn nữa. Cho nên tiểu trứng, tiểu đêm các cô chú nào mà đang bị thì đừng lo nha. Một viên đông trùng hạ thảo Besso của công ty US Nutrilab. Và tại sao chúng quý vị nên chọn đông trùng hạ thảo Besso Made in Hoa Kỳ tại Mỹ, là sản phẩm đầu tiên mà ở thị trường Việt Nam chúng tôi đem ra thị trường Việt Nam tại Hoa Kỳ của công ty US Nutrilab. Bởi vì chúng tôi 3 năm liền đã đạt chất lượng tốt và đạt được tín nhiệm từ rất là nhiều cộng đồng khắp nơi. Và thứ hai là chúng tôi có license, có certificate, có đầy đủ của FDA State of California. Chúng tôi công khai trên truyền thông tại ghi USDA quý vị. Chúng tôi ghi chữ là USDA, không tự nhiên là chúng tôi bỏ lên. Tất cả đều có license và có certificate đàng hoàng. Cho nên chúng tôi công khai trên truyền thông, cho nên quý vị an tâm hoàn toàn. Và thứ ba là chúng tôi có nhà sản xuất. Có nhà sản xuất cho nên chi phí tiết kiệm của quý vị rất là nhiều. Chỉ quý vị mua trực tiếp trên hãng xưởng chứ không qua một cái trung gian môi giới nào. Tất cả các ba cái yếu tố này thôi mà đã thành công rất là nhiều ở quận Cam cũng như là những tiểu bang khác. Hôm nay quý vị mua một chai là 200 đồng với những cái promotion hấp dẫn nào? Thưa quý vị, với những cái chia sẻ về những công dụng và cũng như là cái nguồn gốc của USDA chứng nhận cho đông trùng hạ thảo thì quý vị cũng biết cái chất lượng này thì rất là tốt. Thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ thêm từ mọi người để cho khán giả được biết rằng là đông trùng hạ thảo còn có rất nhiều những cái chức năng cỡ các khía cạnh khác. Thì nếu quý vị nào hôm nay gọi vào mua những cái sản phẩm như đông trùng hạ thảo Special 90 viên của công ty US Nutrilab, quý vị sẽ được tặng những phần quà rất là có giá trị sau đây. Đầu tiên là một cái hũ đông trùng hạ thảo 30 viên. Quý vị cũng biết rằng là lâu lắm chúng tôi mới tặng lại cái sản phẩm này. Hôm nay tặng cho quý vị một cái hũ đông trùng hạ thảo 30 viên để làm quà cho mọi người. Món quà thứ hai là một cái chai sữa tắm rất là đặc biệt mà có ba hương thơm mà chị Thanh Thúy và Thái Nhật giới thiệu trên làn sóng của đài SET. Đó là màu hương cam và cũng như là hương lavender và cũng như là có cái hương hoa hồng rất là đặc biệt.
Và món quà thứ ba là một hộp mặt nạ gồm có 5 miếng. À, quý vị cũng biết đây là một cái hộp mặt nạ màu đỏ mà khách hàng rất là thương mến, bởi vì quý vị cũng biết rằng cái da mặt của chúng ta phải cần có những cái sản phẩm như là mặt nạ để giúp tẩy đi những cái tế bào chết và giữ cái làn da của chúng ta trắng và sáng hơn. Món quà thứ tư là một cái miếng dán Arex Sinsin Bath. Đó là một cái miếng dán rất là tốt, không có dễ bị bong ra mà được khán giả cũng rất là thương. Món quà thứ năm là một hộp thuốc nhuộm tóc Tech 5 để giúp cho quý vị nhuộm làn tóc của quý vị mà không có bất kỳ một cái hóa chất nào trong đó. Món quà thứ 6 là một hộp kẹo nhân sâm có đường hoặc là không đường đến từ Hàn Quốc. Món quà thứ 7 là một bịch cà phê gồm có 20 gói của công ty G20. Món quà thứ 8 là một hộp dầu tê giác gồm có 6 chai cho một hộp. Nếu quý vị thanh toán tiền trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ được tặng tổng cộng cho Đông trùng hạ thảo special là 8 món quà. Wow, quý vị trong 8 món quà đó, Thanh Thúy thích nhất là món quà gì quý vị ơi? 30 viên thì quý vị mong chờ bao nhiêu lâu nào? Yeah. Là chúng tôi tặng cho quý vị 30 viên trị giá 80 đồng. Là 90 viên mới được bị được tặng ngay chai 30 viên, tổng cộng là 120 viên của Đông trùng hạ thảo Bexo công nghệ nano. Sẽ có kết quả rất là nhanh chóng, quý vị có thể là mở cái viên đó bỏ dưới lưỡi, nó sẽ tan ra và hấp thụ vào mạch máu quý vị rất là nhanh chóng. Kế tiếp mà là món quà này Thanh Thúy đã sử dụng, Thanh Thúy rất là thích. Buổi tối trước khi đi ngủ đó quý vị, Thanh Thúy cũng muốn là mình thơm tho từ ban ngày cho đến ban đêm mà trước đi ngủ cũng phải thơm tho nữa. Thanh Thúy tắm bằng cái nước sữa tắm mà có nước hoa nữa quý vị ơi, có hoa hồng, hoa lavender rồi mùi cam thơm dễ chịu vô cùng, mùi dược thảo, mùi hoa anh đào nữa. Cho nên là cái mùi sữa tắm này rất là nhẹ nhàng, dễ thương, tự nhiên, cho nên nó để lại cho cái mùi hương rất là lâu, còn giúp cho vị cái tinh dầu của nó giúp quý vị ngủ ngon nữa, mà làm cho cái người kế bên cạnh họ thích nữa, ngủ kế bên mà cũng cảm thấy là dễ chịu lay thì nữa. Như em có nói là nếu quý vị nào mà các chị em phụ nữ mà dùng cái sữa tắm này trước khi đi ngủ mà dùng cho cái anh uống cái đông trùng hạ thảo mà kết hợp như vậy thì rất là tuyệt vời, hâm nóng tình yêu đó. Đúng rồi vị, tại vì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái lắm. Quý vị thử thôi, thử một lần buổi tối quý vị đi ngủ tắm cả sữa tắm này có 3 mùi, quý vị sẽ thấy mình rất là tự tin trong một cái trang phục ngủ rất là gợi cảm, và có một cái làn da quý vị tự nhiên mịn màng và mùi hương thơm rất là dễ chịu, nhẹ nhàng tự nhiên từ những mùi lavender, dược thảo, hoa anh đào nha quý vị nha. Tất cả đều là tự nhiên cho nên không có cần phải lo. Buổi tối mà xịt dầu thơm mới là nồng lắm. Còn những cái mùi hoa này đó, nó tự nhiên vô cùng từ dược thảo. Cho nên là quý vị sẽ được tặng một trong 3 chai, quý vị lựa chọn 3 chai nào cũng được. Và được là cái dán Ares, còn cái tiếp là món quà mà Thanh Thúy vô cùng yêu thích, đó là cái hộp dầu con tê giác. Hộp dầu con tê giác gồm có 6 chai dầu trong đây nhớ vị nha, chứ không phải là một hộp, không phải là hai hộp mà được 6 hộp trong đây. Wow, một cái hộp xài rất là lâu. Quý vị trước khi mà ra ngoài đường trời lạnh như vậy nữa vị, mùi hương rất là dễ chịu, xài biết chừng là mới lâu mới hết. Tự vì quý vị thấy là có thể là cho người thân em, yeah, có thể xài xoa vào điều tai, xoa vào hai cái gáy này đấy vị ơi, hoặc là chống mặt nhức đầu quý vị cũng có thể xoa như vậy, nó sẽ làm tan đi cái nhức đầu, sổ mũi mà lên nhẹ nhàng lắm. Mình được một hộp luôn, một hộp là còn có 6 chai dầu trong đây, trị giá là 45 đồng. Quý vị có thể mua riêng cũng được, mua riêng thì Thanh Thúy cũng có số quà tặng cho quý vị, thì cái này quý vị làm quà cho người thân cũng được nhé vị nha. Thế là mình Đông trùng hạ thảo Pexo, nếu vị nào mà bị đau nhức mỏi, chống mặt, sổ mũi, nhức đầu, chúng tôi đã có Đông trùng hạ thảo cũng như dầu tê giác. Quý vị đã đau nhức hai cái khớp, hai cái vai, không có nhiều sức lực, hay mệt mỏi, hay bị chóng mặt mà thấy cảm thấy là từ cái người lả người, quý vị nghĩ là quý vị đang thiếu chất cũng như là đang cảm thấy là cái hệ miễn dịch và sức đề kháng của quý vị quá yếu, hoặc là tay chân lúc nào cũng lạnh hết trơn á, vì nên là quý vị cũng cảm thấy là cái người mình không có nhiều sức sống. Các chị em phụ nữ, các anh, các bạn trẻ mà đi làm việc mà thấy là không có sức để làm việc, không có năng lực để làm việc, chỉ cần một viên Đông trùng hạ thảo Pexo mỗi ngày thôi, buổi buổi sáng trước khi ăn sáng, tự nhiên mình sẽ thấy có một cái năng lượng dồi dào, nhiều sức khỏe, mình sẽ có cái năng lượng cả ngày để làm việc, và nó còn giúp cho đời sống vợ chồng về vấn đề chăn gói rất là tốt cho các và vợ cũng chồng như nữa, rất là hạnh phúc. Các chị, có một chị đã gọi và nhiều người đã gọi là khi mà tụi em uống cho vợ chồng em uống cái này, tụi em rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện về vấn đề chăn gói. Cho nên chỉ cần
một viên đông trùng hạ thảo Bessel sẽ khỏe và làm cho ham nóng tình yêu hạnh phúc nữa, lạc quan nữa. Mình có 8 món quà trong ngày hôm nay nha quý vị nha. 8 món quà, Thanh Thúy xin nhắc lại: 30 viên đông trùng hạ thảo Bessel, sữa tắm, rồi hộp mặt nạ gồm có 5 miếng trong đó, chiết xuất từ nhân sâm, 5 miếng chiết xuất từ nhân sâm trong đó nha quý vị ơi. Đức làm cho da của mặt quý vị lúc nào cũng ẩm nè, giảm nhăn nè, giúp cho quý vị có một cái làn da căng mọng mịn màng, và thuốc nhuộm tóc Techfine, và một hộp kẹo sâm thơm miệng, một bịch bà cà phê gồm có 20 gói cà phê công nghệ sấy lạnh, và được một hộp dầu con tê giác nếu quý vị trả tiền ngày hôm nay. Tất cả những món quà này đều rất là có lợi, đều có giá trị, quý vị đã sử dụng rồi. Quý vị có thể gọi và chia sẻ những cái món quà của chúng tôi có giá trị và quý vị có thích hay không qua số điện thoại là 1-888-680-6689, 1-888-680-6689. Chưa hết, quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi sử dụng như thế tốt như thế nào, gọi vào chia sẻ cùng với order của quý vị, chắc chắn Thanh Thúy sẽ không làm quý vị buồn lòng, tự vì sẽ có một cái món quà từ công ty. Với những cái chia sẻ quý vị sẽ giúp cho những người nghe có cái thêm cái niềm tin, cũng như là công ty US Nutrilab có nhiều thêm kinh nghiệm để giúp cho sản phẩm chúng tôi ngày tốt hơn mỗi ngày nhớ vị nha. Và còn có những cái sản phẩm khác như là cao cốt xăm xăm viên. Dạ vâng, và tiếp lời chị Thúy thì bên cạnh sản phẩm đông trùng hạ thảo special thì chúng tôi hôm nay cũng sẽ có những cái phần quà và cũng như là những cái sản phẩm mà bán cho quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên là sâm cao cốt 260 đồng, quý vị cũng biết là cao cốt sâm mà sau lưng của chúng tôi là cả một cái rừng gum sâm ở sau lưng này, rất là tốt cho sức khỏe của mọi người, và đây là một trong những cái hãng sâm premium thượng hạng của bên Hàn Quốc. Tiếp theo đó là sâm viên 250 đồng, sâm nước 250 đồng, sâm cô đặc 250 đồng, và sau đó là một cái thuốc bổ nho gồm có 2 set là 238 đồng. Rồi tỏi đen, nếu quý vị nào mà thích tỏi đen thì hôm nay cũng là cái dịp để cho quý vị gọi vào để quý vị order, bởi vì chúng tôi sẽ có promotion cho tỏi đen. Mua 2 hộp là 500g, 2 hộp dạ được tặng 1 và 240 đồng. Một lát Nhi sẽ đọc cái phần quà cho quý vị nghe. Tiếp theo là 4 bịch rau củ quả, 219 loại trái cây của dược sĩ Thu Thảo. Sau đó là 3 hộp nghệ Ucon trị giá là 270 đồng. Tiếp theo là sâm lát 4 hộp trị giá là 240 đồng, và Survival Tab là 5 hộp 200 đồng. Thì quý vị mua những sản phẩm đó, quý vị sẽ được tặng gì? Hôm nay tặng cho quý vị là nửa ký tỏi đen của công ty Lison. Wow. Rất là đặc biệt, đã lột vỏ sẵn một cái hũ 500g nửa ký tỏi đen rất là đặc biệt như thế này. Và cũng như là tặng cho quý vị một cái sữa tắm, như lúc nãy chị Thanh Thúy có nói có 3 hương thơm cho quý vị lựa chọn. Món quà thứ 3 là một cái hộp mặt nạ gồm có 5 miếng. Món quà thứ 4 là một cái miếng dán Arex xinh xinh bác, và món quà thứ 5 là một cái kẹo sâm có đường hoặc là không đường. Món quà tiếp theo là một bịch cà phê, và cuối cùng nếu quý vị trả tiền trong ngày hôm nay, quý vị sẽ được tặng một cái hộp đông trùng hạ thảo nước. Thưa quý vị cũng biết là mình có tất cả những cái sản phẩm này, nói chung là chúng tôi có bao nhiêu mặt hàng mà chúng tôi đều gửi đến cho quý vị để quý vị có những cái phần quà kế bên nữa. Và nửa ký tỏi đen, nếu quý vị nào mà đã yêu mến tỏi đen của công ty Lý Sơn, của Leo, của SCT độc quyền, quý vị có thể gọi vào tỏi đen ăn ngon như thế nào và đã giúp quý vị như thế nào. Và các cô, các chú, các anh chị mà bị cholesterol thì đừng lo lắng nữa, chỉ cần là 4 tép mỗi ngày như vậy thôi. Ngon vô cùng quý vị ơi, là dễ ăn nữa, ngon lắm. Thì nó sẽ giảm cholesterol rất là nhiều cho các cô chú, và những các cô chú mà bị lạnh tay, lạnh chân thì nó cũng sẽ làm cho mình nhiều sinh khí và làm cho người mình ấm dần lên. Cho nên nó ăn vừa ngon vừa ngọt. Ai mà muốn thử thì tới đây thì chúng tôi luôn là có một cái hũ để cho quý vị ăn thử ngon, bao ăn và bao uống. Ngon luôn. Uống cái lạnh. Cho nên là có cà phê cho quý vị, vừa ăn tỏi vừa có cà phê. Mà cái này là làm cho quý vị nào mà các cô chú nào hay bị lạnh tay lạnh chân làm cho mình yếu lắm, và đồng thời dễ bị bệnh nữa, mà còn làm cho mình không khó ngủ nữa. Cho nên các cô chú phải làm sao giữ cho cái nhiệt sinh khí cân bằng cơ thể của mình để cho mình có sức khỏe nhiều, và đặc biệt là mùa lạnh sắp tới. Thì hôm nay thì 2 hộp tỏi đen, nghĩa là 1 ký, nghĩa là mỗi hộp là nửa ký, chúng ta mua 2 được tặng 1. Wow, 2 tặng 1 còn chưa hết, mình được tặng với cái sữa tắm mùi hương rất là dễ chịu của Hàn Quốc nha quý vị nha. Còn được tặng một cái hộp mặt nạ gồm có 5 miếng hộp mặt nạ chiết xuất từ nhân sâm,
Còn được cái miếng dán Ares nóng lạnh do chỗ nào đau nhất các cô chú có thể dán vào chỗ đó, nóng lạnh giúp cho các cô chú là giảm đi đau đớn rất là nhiều, cũng như là một hộp kẹo sâm cho thơm miệng và bịch cà phê của Đường Trá Tiền ngày hôm nay quý vị được một cái hộp đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng luôn. Đúng rồi vậy, đông trùng hạ thảo nước quý vị cũng biết đó là một cái sản phẩm mà khán giả cũng yêu thích vô cùng, là mỗi một cái lọ đông trùng hạ thảo nước là tới 100ml lận. Yeah. Mà đông trùng hạ thảo nước thì thẩm thấu nhanh hơn và uống rất là dễ uống. Xin chào, số điện thoại đầu tiên 626 Thanh Thúy xin chào. Hello. Anh Thúy ơi. Dạ. Cô hỏi này nè. Dạ. Là cô ăn tỏi đen rất là tốt lắm. Dạ. Ấm cái người đó, cái ấm tay chân đó. Dạ. Em. Dạ. Rồi, rồi cô mới kể chuyện cho bạn cô nghe thì bạn cũng muốn mua. Là bữa nay cô order cho bạn cô. Dạ. Nhưng mà con cái nhiều thứ bà không thích tại bà lớn tuổi rồi. Dạ. Nhiều thích, cô ấy không thích là bác ấy không thích là nhiều thứ gì vậy cô? Thích cái gì mà bột, cái gì mà đắp vô mặt á, Thanh Thúy? Mặt nạ. Bộ hộp mặt nạ hả cô? Ừ. Nếu bác ấy không thích thì cô có thể là nói là bác ấy tặng cho cô. Tụi cô là người mua giùm. Cô cũng không có lấy đâu, vô chứ cô mua cô cũng không lấy. Bây giờ cô không lấy hộp mặt nạ 5 miếng thì bây giờ con tặng cho cô một hộp kẹo sâm nha. Tặng rồi rồi bây giờ cô lấy hai cái ký tỏi, một ký tỏi nha, một ký tỏi cô được tặng nửa ký tỏi rồi cô ơi, nghĩa là thay thế hộp mặt nạ bằng kẹo sâm nha. Hộp mặt nạ bằng kẹo sâm. Dạ. Tốt như thế nào cô có thể chia sẻ cho tụi con được không? Cô uống mặt cô cảm thấy khỏe ra mà đi ra vườn tưới cây mà không biết mệt á. Ồ vậy đó. Cô thấy nó tốt lắm. Mà cô uống ký được là 240 đồng mua hai tặng một. Cô uống hết một hộp rồi. Vậy hả cô? Bây giờ mua nữa đi cô. Cô tiếp tục. Mới mua rồi. Bây giờ vậy nè, con tặng cho cô 10 viên đông trùng hạ thảo Bexo để cô giới thiệu dùm cho bạn bè cô. Cô đã sử dụng tốt như thế nào? Cô hay có nói exactly những gì mà cô feel được. Cái đen này với lại cái gì đó, cái bộ nho rất tốt. Cô thấy cô ba thứ là cô mê lắm á. Dạ. À quên một cái dầu nữa, làm sao mà cô đang định xin. Dạ, để cô chưa xài nên cô chưa biết dầu nó ra làm sao đây. Bây giờ cô chưa xài, bị cô đông trùng hạ thảo cô đã sử dụng rồi. Dạ, dầu okay, cô chưa xài thì con không tặng cho cô 10 viên đông trùng hạ thảo nữa mà cô thay thế cho cô một chai dầu. Cô cần phải có dầu, cô phải sử dụng đi, và mùa lạnh này cô cần lắm. Đau nhức hay nhiều các cô chú bị đau ở cổ nè, cô bị nhức mà bị nằm ngủ hay là bị chật khớp. Dạ. Dạ. Thanh Thúy ơi. Dạ, con nghe nè cô. Cô nói để cô hỏi cho bà cho chắc rồi có gì order hay là em cứ gọi cho cô đi rồi cô trả lời. Dạ. Dạ con cảm ơn cô đã ủng hộ à. Dạ. Dạ. Đó là mua hai hộp gì đó cái gì tỏi đen hả? Dạ tỏi đen. Dạ. Cho cô cái phần nó đi. Dạ. Cô cho nó hỏi nè, chút nữa cô ăn tỏi đen cô thấy cái mùi vị và nó ngon như thế nào? Nó ngon lắm. Mà nó khỏe ra nữa, ấm tay chân á, bây giờ thích lắm. Dạ. Ai nắm tay cứ biểu sao tay ấm quá chừng luôn. Wow, đã đi xưa tay chân cô lạnh phải không à? Tay chân cô lạnh nên mà bây giờ hết rồi, thích lắm. Wow. Hết rồi. Đã quá cô ơi. Rồi con cảm ơn cô nhiều, con chúc mừng cô, con chào cô. Hôm nay nếu mà cô mua tỏi đen thì mua 2 tặng 1 và tặng thêm tới 6 món quà nữa đó cô. Dạ. Là tổng cộng cô nhận được 7 món quà. Dạ. Cô có muốn order trong ngày hôm nay không? Nói cô chia sẻ tỏi đen. Ok. Dạ. Vậy con sẽ ghi lại cho cô cái phần này nha, để cô có được phần quà trong ngày. Cô chia sẻ. Và cô và cô cũng có sử dụng qua sản phẩm này rồi, xin mời cô chia sẻ thêm về cái tỏi đen này ạ. Tỏi đen ăn nó ngon mà nó khỏe lắm á. Mà cô thấy cái hương vị khi ấm người lắm. Dạ đúng là như vậy, mà cô sử dụng thì cô thấy cái hương vị ăn nó làm sao? Dễ ăn phải không cô? Ăn dễ ăn, nó ngọt mà nó bùi bùi. Rất là ok. Dạ. Bị ghiền đúng không cô? Bị ghiền luôn phải không cô? cô ăn á, nó dặn ăn bốn củ, cô ăn năm sáu củ không? Wow. Wow, không sao cô à, con nhưng là ăn mùa nhiều lạnh lắm. Này cô ăn năm sáu củ thì cũng ok sao. Là bởi vì nó giữ ấm trong người mình đó. Đúng rồi đó. Trước show này á, tới đây làm cái tay chân con lạnh lắm, tại trong office đúng thì rồi. Nó lạnh, bên ngoài cũng lạnh mà Thúy anh chị Thúy mới đưa một củ thôi ăn là ấm ấm liền quý vị, khó đó, rất nhiều ấm. Ngạc nhiên là như vậy. Dạ vâng. Nó ấm mà cái đầu không có sợ bị lạnh bụng nữa. Đúng dạ, rồi. Đúng dạ. Rồi. Đó, đúng rồi. Dạ. Dạ.
Ồ, hôm nay cô gọi vào chia sẻ và order sản phẩm thì con tặng cho cô một chai dầu tê giác. Chai dầu tê giác cho cái mùa lạnh này. Dạ rồi. Dạ có, con ghi cho cô cái phần quà này rồi và cũng như số phone cô rồi, sau show nhân viên sẽ gọi cho cô nha. Okay. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Quý vị ơi, Thanh Thúy nói quý vị đó là bây giờ tỏi đen, bây giờ muốn biết ngon hay không nào, Thanh Thúy ước cho quý vị có tới đây ăn thử. Thanh Thúy cho quý vị thấy là không, Thanh Thúy sợ tỏi lắm mà ăn cũng thấy ngon. Đúng vậy. Cho Thanh Nhật ăn luôn đi. Dạ, ngon ghiền ngon lắm quý vị ơi, ăn vào. Mấy lần trước làm show thì toàn ngày nóng mà hôm nay mới thấy được là ăn vào nó ấm người dễ ấm sợ lắm. Luôn. Dạ. Một củ thôi là đã thấy ấm rồi, tay chân Thanh Thúy lạnh. Mà ăn xong rồi cái người nó tạo cái nhiệt, nó làm cho mình người ấm. Mà cái tỏi đen nó có cái tạo cái sinh khí làm cho mình tạo cái nhiệt nhiều lắm quý vị. Cho nên mà ngày xưa mình người tại sao mà bù lạnh người ta cứ ăn tỏi sống. Mà tỏi cô đơn là cái tỏi mà nó khác hoàn toàn với những cái tép tỏi khác. Bao nhiêu chất dinh dưỡng của nó tập trung một tép tỏi đó thôi. Thay vì nó phải nuôi nguyên một chùm, bây giờ nó chỉ nó mọc được có một cái củ đó thôi. Cho nên bao nhiêu cái chất dinh dưỡng nó chỉ nạp vào cái tỏi cô đơn. Quý vị biết là cái tỏi thường là 300.000 một ký. Mà tỏi cô đơn á cho tới là 2 triệu và mùa sắp tới hiện giờ nó đang còn nhiều hơn, từ vì nó hàng hiếm quý vị. Cho nên nó tăng giá còn đến 4-6 triệu cho một ký tỏi. Hello, xin chào 626, Thanh Thúy xin chào. Thanh Thúy ơi. Dạ. Hôm trước cô mua chỗ em á, trong trùng thảo có được tặng cho một ký tỏi đó. Dạ. Thì cô mua lâu rồi nhưng mà cô mới khui ra ăn, cô thấy nó mềm, nó không phải bị hư không em, cho nó mềm nhũng luôn hả em? Mềm nhũng luôn hả cô? Dạ, chắc không có đâu cô à. Bây giờ như vậy nè, cô thường á, nếu mà quý vị thấy á, cái tỏi nó phải cứng như vậy nè, nó phải chắc như vậy nè. Nếu cô thấy cái thứ ăn, cô thấy cái đĩa này cắn. Đúng rồi. Cứng. Không có mềm nhũng. Mềm nhũng gì em. Không được mềm nhũng cô à. Mà nó nghe mùi tỏi dữ lắm, nó nghe đến nỗi cái hộp đựng nó bây giờ cũng còn nghe mùi. Rồi bây giờ ngoài. Cô ơi, bây giờ như vậy nè, cô mang lại cái hộp tỏi cho tụi con, từ vì bữa giờ con chưa thấy cái trường hợp đó bao giờ hết cô à. Trên lá em ơi, khỏi nó đi, thành ra cô không có thể nào, không bao giờ cô xuống với chỗ em đó. Bây giờ cô không xuống làm sao cô có thể đổi cho tụi con được, tụi con chấp nhận đổi cho cô mà. Bây giờ cô phải đưa cho tụi con phải coi, tại vì nếu mà đã mềm nhũn như vậy là nó không có bình thường. Tại vì tụi con đã có hàng trăm cái hộp tỏi như vậy và khán giả đã mua rất là nhiều. Không có nói về cái sản về cái mềm nhũn như vậy, nó phải cứng như vậy nè cô à. Đúng rồi, nó phải cứng như vậy, cho nên á là nếu mà cô thấy mềm nhũn như vậy là cô phải đưa cho tụi con, cô không được ăn. Nếu mà ăn có chuyện gì tụi con không có lo cho cô được. Cho nên là phải mang từ nhiều lúc cô với nha. Tôi em ăn nữa, ăn rồi cái ra thôi rồi ngưng lại, cái cô đút vô tủ lạnh, cô thấy sao nó mềm quá, cô sẽ để cho nó mềm nữa đó. Cái cô chơi vào tủ lạnh mà không cô có bỏ nữa. Tủ đá không? Cô sáng giờ nước đem ra ăn. Dạ. Mà không dám nữa, tại vì thấy nó mềm nhũng đó em ơi. Dạ cô ơi, bây giờ con hỏi cô bỏ tủ đá không? Cô có bỏ tủ đá không? Không. Đúng rồi, cô không bỏ tủ đá, đừng bỏ tủ đá đi. Dạ. Tôi đã ở ngoài thùng, cô mới khui cái thùng của em ra luôn đó. Rồi. Cô cũng mua nhiều thứ lắm, cô mới vừa khui ra thôi. Dạ rồi. Cô mới vừa mua thôi. Dạ không sao cô à. Mềm quá em, nó mềm giống như là nho, mềm hơn cái dụng mà nho mà trong cái hộp mà nho khô đó, nó mềm hơn đó em, ăn được không? Dạ không được cô, bây giờ con nói với cô nè. Bình thường cái tỏi tụi con bữa giờ con có đón qua nhà trong phòng hoặc trong cái kho tụi con có mấy trăm chai và tụi con bán rất là nhiều lắm rồi cô à. Nó phải cứng như vậy, nó phải chắc như vậy đó. Nếu mà cô thấy mềm nhũn như vậy. Rồi bây giờ con nói với cô cứ mang qua lại tụi con, tụi con coi cái hộp như có thể là cô bảo quản không có đúng cách hay như thế nào, hay là con coi như thế nào, tụi con sẽ đồng ý là đổi lại cho cô. Rồi bây giờ cô ơi. Dạ. Cô mới khui ra đây nè, tại vì cô mua nhiều thứ quá cho nên cô mới khui từ từ cô xài. Để cô mới mua xong lát sau này nữa đây nè. Rồi. Thành ra là cô không biết sao cô mua chỗ em nhiều thứ lắm rồi, thứ 15 đồng shipping là mua hàng của em là phải đóng 15 đồng shipping. Dạ. Cô mua mấy chỗ khác không khi nào cô đóng hết á. Tại vì tại sao không cô, mấy chỗ khác mà họ không có cho cô quà mười mấy phần quà như vậy. Cho nên á, tụi con là xin quà cho cô. Cô ơi, con nói cô nghe nữa nhờ. Bây giờ cô tụi con đồng ý cho cô trả lại. Nghĩa là cô trả lại, tụi con đưa cho cô cái hộp hoàn toàn mới. Cô lại đi chơi chân cẳng, cô để khó khăn. Bây giờ tụi bây giờ tụi con cũng không biết cách nào để giúp cho cô. Bây giờ thì cô return, cô shipping lại cho tụi con đi. Nha cô nhá.
Rồi nha cô, bên con sẽ liên lạc. Em bán cho cô mà con yêu Lâm nhiều lần lắm. Lâm là cô mua của hộp chất pin của Trúc Hồ đó. Rồi bên con sẽ gọi lại cho cô nha cô. Bên con sẽ gọi lại cho cô. Dạ. Quý vị cũng biết là chúng tôi shipping cho quý vị, tính tiền shipping cho quý vị 15 đồng. Còn nhiều lúc á, cái tiền shipping là 20 đồng, 25 đồng, 30. Nhưng mà chúng tôi chỉ tính cho quý vị 15 đồng mà thôi. Tất cả những cái phần quà quý vị biết là cái hộp mà bưu điện nó cứ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà khi mà nó hơn cái hộp bưu điện á, họ tính 15 đồng, 20 đồng, 30 đồng, không biết là quà của quý vị có nhiêu nhẹ hay nặng, mà nó chỉ hơn cái hộp bình thường á, là họ tính là 25 đồng, 30 đồng. Cho nên á, là những cái phần quà đó là Thanh Thúy đi xin giùm cho quý vị. Cho nên chúng tôi chỉ bán cho quý vị giống như tất cả những cái đài truyền hình thấy, hay là tất cả những cái home shopping khác, là bán y chang cái giá cả, hầu như là giống y chang. Chỉ là phần quà là Thanh Thúy và Thái Nhật đi xin thêm nhà tài trợ để tặng cho quý vị. Cho nên nếu mà Thanh Thúy xin tài trợ nhiều quà càng nhiều cho quý vị thì giúp cho Thanh Thúy và chương trình quý vị trả cái tiền shipping đó. Nếu không thì biết tại sao quý vị, thì chúng tôi không dám xin nhiều quà hơn nữa. 7, 8, 9 món quà mà nhiều quà như vậy, càng nhiều như vậy tiền shipping nó sẽ càng cao hơn, thì sẽ là làm cho người mà ông chủ của công ty sẽ thấy là một cơ hội việc cancel rất là nhiều thì không có tốt. Nên giúp cho Thanh Thúy, nếu vì muốn nhiều quà thì vì trả cái tiền shipping giùm cho Thanh Thúy cho công bằng tất cả mọi người nha. Tại vì cái phần quà đó, cái tiền shipping 15 đồng không có đáng kể, thì phần quà lên đến 200-300 đồng lận. Và một lần nữa thay trở lại với chương trình hôm nay, quý vị, chúng tôi đang có cái promotion hấp dẫn cho quý vị sử dụng tỏi đen tốt như thế nào. Gọi vào chia sẻ, chúng tôi sẽ có phần quà cho quý vị là chưa sử dụng đông trùng hạ thảo Special. Thì có đông trùng hạ thảo Special cho quý vị nha, 10 viên cho quý vị thử sử dụng. Hello, xin chào 321. Hello, xin chào 321 à. Một lần nữa quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Quý vị đã sử dụng tỏi đen. Hello, xin chào 626, Thanh Thúy xin chào. Alo, dạ, dạ. Tôi muốn mua tỏi đen đó, ở đâu cô? Dạ cô ơi, bên ở trong khu Lục Định Ký tập 1, sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung và gần cả bánh cuốn Tây Hồ đó cô à. À dạ, chỗ Lục Định Ký đó hả? Dạ đúng rồi cô à. Dạ. Là con số 9822 Bù Sa đúng phải không? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ, bây giờ hôm nay con có thể là cô order cho cô là mua 2 được tặng 1. Mà con được tặng cho cô thêm, thứ nhất là được tặng thêm sữa tắm nữa cho cô à. Cô có thể là sử dụng rất là thơm của Hàn Quốc, sữa tắm của Hàn Quốc hàng mấy ra của tụi con. Hộp mặt nạ 5 miếng, dán Ares, kẹo sâm, cà phê, và hôm nay cô được tặng đông trùng hạ thảo nước luôn cô à. Trị giá là 85 đồng. Dạ. Nhưng mà tôi chỉ con tôi nó rảnh nó nghỉ làm thứ bảy chủ nhật tôi mới đi được thôi, chiều thứ bảy tôi mới đi được. Dạ được, không sao cô ơi, thì con ghi cho cô trong đây là cô muốn mua 1 ký tỏi đen đúng không ạ? Rồi, 2 hộp tỏi đen cô được tặng 1 hộp. Trị giá là 120 đồng mà còn nhiều phần quà khác nữa. Nha cô. Ngày nào cũng... Cô ơi, cho con hỏi là cô đã sử dụng tỏi đen chưa? Cô có thể chia sẻ được không? Dạ dạ, chứ bữa nay đi không được. Dạ được, không sao cô ơi, con nói cô là cô có sử dụng tỏi đen chưa, cô có thể gọi và chia sẻ. Cô có thể là chia sẻ cho tụi con được không à? Dạ. Dạ, cô đã sử dụng tỏi đen, cô nghe con nói không à? Quảng cáo hay quá, tôi muốn mua rồi, mình lớn tuổi rồi muốn mua. Anh dùng đông trùng. À, cô đã chưa sử dụng tỏi đen đúng không cô? Dạ. Dạ, bây giờ cô có thường tay chân, cô có là hay bị lạnh không? Thứ bảy đó là cái sản phẩm đông trùng. Dạ rồi, thứ bảy cô tới con sẽ ghi cho cô nha. Tự nhiên có thể signal con không có nghe rõ. Bên con sẽ gọi lại cho cô nha cô. Dạ nha cô nhé. Một lần nữa quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Bây giờ nếu quý vị nào mà các cô chú lớn tuổi và mùa đông sắp tới, các cô chú mà hay có những cái triệu chứng như là bị lạnh tay, lạnh chân, chính cái điều đó là nó khi mà sức khỏe của mình yếu, mình thường hay lạnh tay, lạnh chân, cơ thể của mình hay bị lạnh á, thì các cô chú có thể là sử dụng giùm cho con nha. 4 tép tỏi mỗi ngày của công ty Clio, công nghệ của Nhật Bản nha. Nó giúp cho cô chú là tạo cái nhiệt trong cơ thể của mình, vì mùa lạnh, cơ thể của mình phải tỏa rất là nhiều nhiệt vào cái mùa lạnh sắp tới. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào à. Dạ, tôi muốn order tỏi đen. Dạ, em cảm ơn chị đã gọi vào. Chị order tỏi đen, chị đã sử dụng tỏi đen bao giờ chưa chị? Dạ chưa, lần đầu tiên. Lần đầu tiên đó, em mong rằng chị sẽ sử dụng thật là kết quả tốt cho chị nha. Dạ.
Rồi, 1 ký tỏi đen. Dạ. 2 hộp tỏi đen chị được tặng 1 hộp trị giá 120 đồng nha chị, và còn được tặng thêm sữa tắm nè, hộp mặt nạ 5 miếng, dán Ares, kẹo sâm, cà phê. Và hôm nay chị được tặng thêm một đông trùng hạ thảo nước nữa, chị trả tiền ngày hôm nay trị giá là 85 đồng nha chị. Ok. Dạ. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã gọi cho chúng tôi rất là nhiều để order tỏi đen. Từ vì cái mùa lạnh sắp tới, Thanh Thúy biết là quý vị sẽ cần tỏi đen rất là nhiều. Các cô chú nào hay là quý vị thấy là ba mẹ của mình hay là chồng của mình hay là chính bản thân của quý vị mà bị cao mỡ, cao máu, bị cholesterol cao quá, thì cholesterol cao nó sẽ dẫn đến bị tiểu đường hay là cao mỡ, cao huyết áp và bị stroke nữa. Cho nên là quý vị chỉ sử dụng tỏi đen. Bao nhiêu khán giả đã sử dụng tỏi đen rồi, đã tới đây và nói là cái cholesterol kiểm tra lại đi bác sĩ. Bác sĩ ngạc nhiên khi mà thấy cholesterol giảm rất là và nhiều, rất là đáng kể. Các cô chú nào mà đang bị cholesterol cao mà đã sử dụng tỏi đen mà thấy là giảm cholesterol nhiều thì các cô chú có thể gọi vào đây. Thanh Thúy sẽ có một cái món quà cho quý vị. Từ Thanh Thúy muốn là khán giả sử dụng tỏi đen có một cái niềm tin mạnh, từ đây là hoàn toàn là một dược thảo, là tỏi hoàn toàn là tự nhiên. Cho nên các cô chú, quý vị khán giả không cần phải lo nha. Một ký tỏi đen, nghĩa là mình có 2 hộp như vậy, quý vị xài rất là lâu. 2 hộp nửa ký, 1 hộp nửa ký là 120 đồng, 2 hộp là 240 đồng. Ngày hôm nay mua 2 hộp được tặng 1 hộp, rất là có giá trị cho những ngày Thanksgiving sắp tới, là quý vị có thể tặng cho ba mẹ của mình, ba mẹ bên đàn trai, ba mẹ bên đàn gái, hoặc là ba mẹ của bạn gái, bạn trai của mình. Rất là có ý nghĩa, từ vì khi sử dụng vào tỏi đen, quý vị không chỉ giảm cho cholesterol nè, cho hệ tim mạch, cho hệ tiêu hóa, mà còn giúp cho về antioxidant, về lão hóa nữa. Và thứ và quan trọng hơn tất cả là nó giúp cho mình giữ cái nhiệt trong cơ thể của mình, giữ cái sinh khí trong cơ thể của mình. Các cô chú nó bị lạnh tay, lạnh chân rất là nhiều, thì khi ăn tỏi đen, Thanh Thúy nói với quý vị là chỉ khoảng 5 phút, 10 phút thôi là tay chân quý vị đã ấm lại, người quý vị ấm lại. Và quý vị, quan trọng, tại sao quan trọng vô cùng khi mà quý vị giữ ấm trong cơ thể quý vị? Tại vì sẽ làm cho quý vị khỏe lên. Quý vị mà cơ thể quý vị lạnh hoài, người quý vị sẽ yếu lắm, đổ mồ hôi hột. Đồng ý với chị Thúy là sau trước cái show này thì Nhật rất là lạnh, bởi vì hôm nay ngày lạnh mà ăn cái tỏi đen này vào thì nó giữ ấm cơ thể dữ lắm. Và cũng như có một cái cô hồi nãy có chia sẻ đó là chẳng những giữ ấm trong cơ thể chúng ta mà giữ ấm cho bụng nữa. Nhằm người bụng yếu thì thường là mùa lạnh này ăn đồ lạnh mình không có biết, cái bụng mình bị yếu thì dễ bị đau. Thì quý vị ăn tỏi đen nó cũng giúp cho chúng ta giữ ấm trong bụng. Không biết các cô chú nào có triệu chứng như vậy không, giống như là những người lớn tuổi mà Thanh Thúy có bạn rất nhiều như cô chú và ông bà của Thanh Thúy. Thứ nhất là quý vị bị hay bị lạnh tay lạnh chân, và ăn cái gì vào cũng hay gọi là bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy, ăn là bị đau bụng, bị cào ruột, bị tiêu chảy rất là nhiều, là do cái người cái bụng của mình bị lạnh quý vị ơi. Ăn món ăn gì cũng vậy, ăn cay cũng bị tiêu chảy, và ăn seafood cũng bị nữa, và ăn sushi cũng bị. Các bạn bạn trẻ có ai bị sushi cũng bị không, là do bụng của mình lạnh nữa. Quý vị có thể ngăn ngừa những cái chuyện đó, giúp là mình không ăn sushi, ăn đồ sống, hoặc là ăn những cái đồ gọi là mình dễ bị tào tháo rượt. Thì quý vị có thể là giúp bằng cách là quý vị ăn tỏi đen vào, ăn tỏi cô đơn, giúp cho mình ăn bình thường, ăn tỏi cũng được, nhưng mà cái tỏi nó không có qua cái công nghệ, mà đặc biệt là công nghệ lên men của Nhật Bản như là tỏi cô đơn này. Thì quý vị ăn thử đi 4 tép tỏi trong vòng khoảng từ 5 đến 10 ngày, quý vị thấy có kết quả tốt như thế nào, gọi vào chia sẻ cho Thanh Thúy. Và nếu đã tốt rồi thì có thể là chia sẻ cho cộng đồng của mình để mọi người cùng sử dụng và cùng thử nha quý vị nha. Thanh Thúy muốn là tất cả các cô chú, quý vị khán giả đều có sức khỏe tốt và phải giữ được cái tuổi xuân của mình. Muốn giữ tuổi xuân, điều quan trọng trên hết tất cả phải là mình phải giữ cho làn da đẹp và sức khỏe đẹp, làn da đẹp, hay là làm sao cho cái khuôn mặt của mình xinh xắn. Cái điều quan trọng để giữ cho tuổi xuân quý vị là quý vị phải có một cái sức khỏe tốt trước đã. Cho nên Thanh Thúy rất là hạnh phúc, rất là happy khi mà các cô chú, các quý vị khán giả tới đây đều có sức khỏe tốt hết chứ cả. Tất cả những khán giả của SET. Xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello. Dạ, con chào cô. Dạ hả, chị muốn chia sẻ cái tỏi đen với là cái ông trùng hạ thảo đó mà. Dạ được chị ơi, chị chia sẻ đi, em cảm ơn chị rất là nhiều à. Dạ, tại vì chị mới bóc xong rồi đó, cứ một ngày, tại vì tay chân chị là lạnh á. Với dạ. Con người chị á, cũng lạnh hết trơn á. Chị đi uống thuốc mắt là nói chị bị hàn á, là không ăn được đồ mát á. Nhưng mà từ hồi mà khi mà chị ăn trước, chị nghe Thanh Thúy nói, cứ một ngày chị ăn bốn nó tiêu ghê lắm. Chị ăn vô là chị thấy con người mình nó nóng lên lên mà nó không bị giống như là sình bụng
Dạ. Nó rất là tiêu mà rất là tay chân, rất ấm, đêm ngủ rất là ngon. Và chị phải không là vậy, chị mua tới 2 ký luôn, à, chán hết ký rồi. Dạ em biết cái điều đó dạ. Chị uống còn chị uống đông trùng hạ thảo, chị phải công nhận là cái tỏi đen này rất là tốt. Đó là chị. Còn chị hồi hôm nay chị cũng bị cao cholesterol đó, nhưng mà hôm nay đi thử máu thì chưa có thử được. Đi ra rồi đông quá xếp hàng đó rồi, nên chị đi thăm mắt thì chị đi về, nhưng mà yeah. ngày mai chị sẽ đi thử máu. Nhưng mà chị thấy chị không bị choáng váng như hồi trước. Hồi trước chị hay bị choáng váng mà hay mệt, như người cứ mệt mỏi. Nhưng mà nhờ cái đông, cứ buổi sáng chị uống một viên thuốc nghề với một viên đông trùng hạ thảo, một giờ thì chị uống liền với một ly nước ấm. Rồi chặt khoảng trưa trưa là chị ăn 4 lấy tỏi. Hoặc mà chị quên là chị đi làm về là tối ngồi coi tivi là chị ăn, chị đi ngủ. Rất rất là tốt, đó là chị phải công nhận, mà chị ngủ được, ngủ thật nhất một đêm. Đúng rồi chị, khi mà cái hệ tiêu hóa của mình tốt á, chị khỏe đó. Cái hệ tiêu hóa quý vị nhiều axit quá và không khỏe, quý vị cũng làm cho quý vị là ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa. Chị ơi, chị đã sử dụng đông trùng hạ thảo, chị có thể chia sẻ về đông trùng hạ thảo luôn được không chị? Chị đông trùng hạ thảo đó, chị chia sẻ nhiều lần trên đó với Quý với Nhật rồi đó. Dạ, chị có thể chia sẻ. Rất là nhiều rồi đó. Dạ. Đông trùng hạ thảo rất là tốt. Dạ. Hồi đó chị cũng đi tiểu đêm 3 lần, nhưng mà bây giờ chị ngủ thẳng nhất, chị không đi tiểu đêm nữa. Nhưng mà chị thấy người chị mỗi ngày mỗi khỏe đó, chị làm việc rất là nhiều. Dạ. Chị nhiều lắm. Đó hả? Mà chị thức khuya nữa, thức đến 2-3 giờ sáng, nhưng mà người chị thấy khỏe. Chị thấy khỏe hơn hồi xưa. Hồi trước chị ngủ dậy lúc nào cũng ế oải, lúc nào chị cũng đau nhất. Lúc nào chị cũng mệt mỏi, nhưng mà bây giờ chị khỏe, mà da dẻ lại đẹp ra. Dạ. Như vậy đó, mà chị vẫn ốm thì ốm, nhưng mà da dẻ đẹp ra, ai cũng nói. Thế chị ốm rồi à, nhưng mà nhiều da thì nó trắng đẹp ra. Dạ. Chị ơi, tụi em rất là cảm ơn chị những cái lời chia sẻ của chị. Tụi những cái lời chia sẻ của chị rất là có ích cho khán giả, cho các cô chú nào mà đang muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm nào giúp cho cái sinh khí cũng như là cái nhiệt trong cơ thể mình, cholesterol cũng như là giấc ngủ. Em cảm ơn chị rất là vô cùng. Cảm ơn chị đã nói chung là đã mạnh dạn gọi vào cho chương trình để chia sẻ. Em có món quà đặc biệt cho chị, tụi chị chia sẻ rất là hay, đúng những ý mà Thanh Thúy muốn nói. Tụi Thanh Thúy cũng đã trong trường hợp đó. Em tặng cho chị một chai dầu con tê giác và 10 viên đông trùng hạ thảo luôn để chị chia sẻ cho mọi người nha. Cảm ơn em. Ok. Dạ. Còn ra mua đồ ngoài đó nữa mà. Dạ. Chị ơi, cái này là chai dầu tê giác với lại 10 viên đông trùng hạ thảo, chị giá gần 50 đồng đó chị. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Rồi, em chào chị. Dạ. Dạ phải ạ. À, Thanh Thúy và Thái Nhật xin nghe ạ. Dạ sao ạ? Hai hộp tỏi đen thì được tặng lên gì không? Dạ vâng, thưa chú, hôm nay nếu mà chú mua hai hộp tỏi đen thì mua hai sẽ được tặng một nè, tặng cho chú thêm một cái sữa tắm, tặng cho chú một cái miếng dán Arex để cho chú không có bị nhức mỏi hoặc là bị bong gân đó, dán rất là tốt nha chú. Rồi một cái hộp mặt nạ, một cái bịch kẹo nhân sâm cho chú ăn có sức khỏe. Rồi một cái hộp bịch cà phê gồm có 20 gói cho chú uống mỗi sáng trước khi chú đi làm hoặc đi tập thể dục. Rồi một cái hộp đông trùng hạ thảo nước rất là tốt, đó là hôm nay chú được tặng 7 món quà lần đó. Hai cái tỏi đen là 240 đồng nha chú, mua 2 tặng 1. 240 đồng à? Dạ. Mua 2 tặng 1. Cái tỏi đen đó thì được bao nhiêu? Nếu một hũ thì là 120 đồng thưa chú. Nửa ký nữa đó chú à. Mỗi hũ là nửa ký, nó rất là đầy. Nửa ký thì là bao nhiêu? 120 đồng đó chú. 120 đồng à? Dạ. Thì được tặng cái gì? Nếu mà chú mua nửa ký không thì tặng cho chú đông trùng hạ thảo nước nha. Dạ. Đông trùng hạ thảo nước. Chị giá 85 đồng chú à. Cái gì nữa? Dạ, một hộp kẹo sâm. Với một hộp kẹo sâm, đó là hai phần quà. Dạ. Nếu mà chú mua nửa ký. Dạ. Mua nửa ký. Dạ. Đông trùng hạ thảo nước với kẹo sâm. Đông trùng hạ thảo nước. Lặp lại cái được tặng đi. Bây giờ con đọc lại cho chú nha. Cái nửa ký là tặng cho chú một cái đông trùng hạ thảo nước với một cái hộp kẹo sâm là hai phần quà. Được, bây giờ bây giờ con ghi lại số phone của chú nha. Không sao hết. Để giữ cái phần quà. Dạ. Vậy là chú mua một hũ nửa ký chú ha. Nửa ký. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ.
dạ đúng rồi, chương trình tìm lại tuổi xuân. Đúng rồi cô ơi, dạ. Có tặng gì thêm nữa không? Dạ con tặng nhiều lắm cô à, cô tặng được thêm 6 món quà nữa, một cái chai sữa tắm của Hàn Quốc mới ra, mùi nước hoa thơm lắm cô à. Và hộp mặt nạ gồm có 5 miếng mặt nạ trong đó. À, rồi và một miếng dán Ares gồm 12 miếng dán những cái chỗ mà đau nhất và mùa lạnh sắp tới nè cô. Nó nóng lạnh giống là dán xinh xinh bát đó cô à. Và hộp kẹo xăm cho thơm miệng và tạo năng lượng cho mình 100% là chiết xuất từ nhân sâm. Và hộp bột bịch cà phê luôn, 20 gói, cô uống cà phê cô bị nghiện thôi. Cà phê thơm ngon lắm. Và cô được tặng đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng nếu cô trả tiền ngày hôm nay nha cô nhé. Dạ. Ok, vậy lấy từ mua 2 tặng 1 đi, 140 Dạ đúng rồi cô à, con cảm ơn cô à. Dạ, cô okay. Cô ơi cảm ơn. Nếu chiều nay tôi trả thì tôi sẽ trả bao nhiêu tiền? Là 240 cô à, cô được cái đông trùng hạ thảo nước trị giá 85 đồng. Tôi trả thêm tiền đông trùng hạ thảo nước hả? Không, cô được tặng cái chai đông, như cái hộp luôn. Đông trùng hạ thảo nước gồm có 10 chai trong đó trị giá là 85 đồng. Tôi được tặng không? Dạ, đúng rồi à. Ok, chiều tôi tới. Rồi, con cảm ơn cô nhiều à. Dạ, vâng. Cô ơi, có một vị khán giả cũng có sử dụng cái đông trùng hạ thảo special rồi. Bây giờ con mời cô nói sơ về những công dụng mà cô thấy, cảm thấy cô thích khi sử dụng đông trùng hạ thảo như thế nào ạ? Hello, xin chào 626, con thấy xin nghe. Có lúc buổi chiều thì ấm nước ấm ấm uống, có lúc gặp biến thì uống lạnh, nhưng mà ở nhà cũng có cái máy lọc nước cũng order lâu lắm rồi. Cô order cái máy này tiền mấy ngàn đô rồi, phải cũng bao nhiêu năm, chỉ có cái thay cái gì đó. Thay cái gì đó, 2 năm gì đó, thì quên rồi. Thành ra mỗi sáng cứ uống cái ly đó, còn xiên thì là hâm nước nóng. Nhưng mà điều nước lạnh nước nóng thì nó ngày uống cũng rất tốt. Cả ngày cô cũng lớn tuổi chứ mà đều uống đó. Chỉ có một viên đó thôi đó, mà suốt cả ngày thì mùa hè ra ngoài sân lạnh, đốt tỏ trồng rau này kia nọ. Dạ vâng. Ngày có cái cũng hơi khó ngủ, tại vì cũng mất ngủ đã lâu năm lắm rồi. Mà giờ con cái thì được con cái. Ồ, tốt quá, không bị đi tiểu đêm nữa. Dạ vâng. Hôm dạ anh chờ mấy dạ, anh chờ. Dạ vâng, hồi gì hôm nay cô order cái đông trùng hạ thảo thêm ha. Cái đông trùng hạ thảo, nhưng có cái điều này tại Nhật cô chỉ muốn là cái chợ xăm hôm trước cô order nó vẫn còn. Là cô lại thích cái cà phê. Rồi ok, tặng cho cô luôn. Có cà phê thôi. Tặng thêm một bịch cà phê đỏ kẹo xăm. Cà phê ra chợ nó thơm, nó hấp dẫn. Dạ rồi. Vậy con sẽ đổi cái bịch kẹo xăm bằng cà phê cho cô nha. Nhưng mà cô không lấy kẹo xăm, cho cô 2 bịch cà phê. Dạ rồi, được, đồng ý được, luôn được, cô, người cô. Cuối cùng. Dạ được thưa cô ơi. Dạ gọi vào rất là nhiều. Thì đứa cháu của cô nó còn nhỏ. Tới đó hang mà cô làm cái ly cà phê sữa đá hoặc cà phê ấy, trời ơi, nó uống nó còn quá chừng. Dạ, dễ thương quá. Ngon lắm mấy vị ơi. Dạ vâng. Rồi. Hôm nay cô chia sẻ con tặng cho cô thêm một cái 10 viên nha, 10 viên đông trùng hạ thảo cho cô có thể uống. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Cái dầu đó cô cũng rất thích đó. Con cảm ơn cô. Mỗi đêm. Dạ vâng. Khi nào buổi sáng mà cảm thấy là cô mở ra cô để cô xoài. Dạ vâng. Rồi con cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm nha. Bởi vì chương trình của chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Hết giờ luôn rồi. Được. Quý vị khán giả, Thanh Thúy biết có quý vị gọi vào chia sẻ rất nhiều. Thanh Thúy sẽ tiếp tục giữ 5 phút để quý vị gọi vào cho Thanh Thúy. Nhưng mà để Thanh Thúy chào cái làn sóng đã. Rồi sau đó Thanh Thúy cũng tiếp tục giữ 5 phút để mà nhận order tiếp tục quý vị nha. Thanh Thúy cảm ơn quý vị, các cô chú khán giả đã yêu mến chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Và hẹn các cô chú quý vị khán giả vào chương trình vào ngày mai. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi,
tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nền nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.